Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, Melbourne vừa trải qua ngày đầu tiên của việc đóng cửa sinh hoạt kinh tế. Hiện nay vẫn còn nhiều việc phải điều chỉnh và giải thích rõ ràng hơn. Trong khi các biện pháp mà chính phủ Victoria đã ban hành vẫn cần thêm nhiều thời gian để biết được kết quả sẽ là như thế nào. Ba điểm đáng lo ngại là tình trạng dịch bệnh chưa thuyên giảm, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Victoria và khả năng đối phó với hệ thống bệnh viện của tiểu bang cũng như nguồn tiếp liệu sản phẩm từ Victoria đến các tiểu bang và lãnh thổ khác. Sau đây xin mời quý khán thính giả theo dõi phần tin chi tiết của bản tin tối hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2020. Viễn ảnh kinh tế Úc, Melbourne phong tỏa cấp 4, Victoria suy sụp nặng hơn lần trước. Westpac, ngân hàng lớn thứ nhì Úc Châu đã lên tiếng cảnh báo là tình trạng phong tỏa cấp 4 có thể làm nền kinh tế Victoria suy sụp nặng nề hơn. Là trong giai đoạn đầu của đại dịch hồi tháng 3 vừa qua. Một cách cụ thể thì ngân hàng Westpac lo ngại rằng với tình trạng phong tỏa cấp 4 hiện nay tại Melbourne, nền kinh tế Victoria khó có thể được phục hồi trước cuối năm nay 2020. Theo dự phóng của Westpac thì nền kinh tế Victoria sẽ co cụm 9% trong quý 3 tức là từ tháng 7 đến tháng 9. Và điều này có nghĩa là Victoria sẽ chỉ có thể đóng góp vào nền kinh tế GDP của Úc Châu trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 9 là 16%, thay vì 25% như thời tiền đại dịch. Và sự suy sụp này lớn hơn là 6 tháng trước đó. Về tình trạng thất nghiệp, dự phóng của ngân hàng Westpac là chỉ số thất nghiệp sẽ lên đến 8.8% trong quý 3, so với 7.4% hiện nay trên toàn quốc. Và tính trên căn bản chọn năm, thì dự phóng của ngân hàng Westpac là chỉ số thất nghiệp sẽ trên 10%, tức là cao hơn dự phóng của ngân hàng chữ kim. Ngân hàng Westpac tin rằng một số những người mất việc cho đến tháng 9 năm 2020 có thể được tái tuyển dụng. Ngoài ra các giới chuyên gia còn quan ngại tình trạng tại New South Wales. Trước đây dự phóng cho là New South Wales có thể gia tăng 2% cho nền kinh tế vào quý 3, tức là từ tháng 7 đến tháng 9 đây là trong trường hợp New South Wales kiểm soát được sự lây lan dịch bệnh. Trong trường hợp dịch bệnh bộc phát trở lại ở New South Wales, thì nền kinh tế Úc Châu dự phóng sẽ bị co cụm 4.7% trong năm 2020. Nếu tình hình dịch bệnh không thay đổi tại Queensland, Nam Úc, Tasmania và lãnh thổ Bắc Úc, thì nền kinh tế tại các nơi này dự trù có thể gia tăng 3% trong quý 3 và 1.5% trong quý 4. Tây Úc dự phóng sẽ gia tăng 4% trong quý 3 và 3% trong quý tư nhờ vào sự phục hồi xuất cảng quảng mỏ để đáp ứng nhu cầu tại Trung Quốc. Đại dịch COVID-19 tình hình tại Victoria Victoria ngày hôm nay đã có nhân số nhiễm bệnh mới là 471 người. Con số này thấp hơn nhiều so với nhân số nhiễm bệnh ngày hôm qua. Như Việt Face TV đã loan, ngày hôm qua Thủ hiến Daniel Andrews đã phổ biến tình trạng dịch bệnh tại Victoria vào 24 tiếng đồng hồ trước đó khi mà tiểu bang này đã đạt hai kỷ lục mới, là số người dương tính đã lên đến 725 người và số người tử vong là 15. Trong số này có một nạn nhân ở lứa tuổi 30, tức là hãy còn rất trẻ. Ngoài ra thủ hiến Andrews cũng cho biết thêm rằng 12 trong số 15 trường hợp tử vong là có liên hệ đến các viện dưỡng lão. Hiện nay tại Victoria đã có 538 người phải nằm bệnh viện và trong số này có 42 người đang được chữa trị tại khu khẩn cấp ICU. Hôm nay cũng là ngày khởi đầu của phương cách mới áp dụng cho các cơ sở giữ trẻ. Và theo lời thủ hiến Andrews thì những cha mẹ thuộc diện đặc biệt cho phép làm việc, và nếu trong gia đình không có ai có thể trông coi con cái thì họ có thể gửi con cái đến các trung tâm giữ trẻ được chính phủ liên bang tài trợ, bất kể là các bậc cha mẹ này phải làm việc tại nhà hoặc tại sở. Những ai hội đủ điều kiện này cũng cần phải có một giấy phép để dành chỗ cho con cái tại trung tâm giữ trẻ. Đấy là giấy phép đặc biệt cho vấn đề giữ trẻ. Riêng đối với những ai được phép làm việc trong thời đại họa, còn cần phải có một giấy phép khác để trình cảnh sát khi bị chặn hỏi trong lúc đang di chuyển trên đường. Ngoài ra, việc phong tỏa cấp 3 cũng đã có hiệu lực ở tại vùng quê ở Victoria và chính phủ cũng đã ra lệnh tạm ngưng các cuộc giải phẫu không khẩn cấp, tức là non urgent surgery, tại các vùng nông thôn. Bộ trưởng Y tế Jenny McCarkles nói rằng Biện pháp tạm ngưng này sẽ giúp cho hệ thống bệnh viện công và tư có khả năng phục vụ nhu cầu của các cộng đồng địa phương. Đời sống hàng ngày trong thời đại dịch, thói quen mua sắm thay đổi. Vì những biện pháp cách ly đòi hỏi cư dân phải sống trong nhà trong thời kỳ đầu của đại dịch, cũng như trong giai đoạn thứ nhì, hiện nay tại khu đô thị Melbourne, mà thói quen mua sắm của cư dân Úc có vẻ như đang thay đổi. Căn cứ vào dữ liệu của tổ chức PayPal Australia khi khảo sát 1.000 người tiêu dùng và 551 cơ sở thương mại, thì có một trong số 5 người đã ngưng sử dụng tiền mặt và sử dụng việc mua sắm trên trang mạng online lần đầu tiên. Người tiêu thụ về phương diện mua sắm cũng như về phương diện lợi tức đã bị ảnh hưởng bởi các biện pháp cách ly xã hội. Và cuộc khảo sát qua dữ kiện của PayPal Australia cho thấy rằng chiều hướng sử dụng chi trả trên mạng khi mua sắm có thể sẽ tiếp tục ngay cả sau thời kỳ đại dịch. Có 38% những người được khảo sát nói rằng họ sẽ tiếp tục sử dụng mua sắm trên mạng khi đại dịch này đi qua. Mặt khác còn có 57% những người được hỏi ý kiến nói rằng họ có thể sẽ ngừng sử dụng tiền mặt trong vòng 10 năm tới và khuynh hướng này hiện nay cũng đang xảy ra đối với thế hệ trẻ. Trong khi đó thì 10% những người được hỏi ý kiến nói rằng họ không cảm thấy thoải mái khi sử dụng tiền mặt vì lý do vệ sinh. Một điều có vẻ tích cực cho sinh hoạt bán lẻ nội địa là có đến 38% những người được hỏi ý kiến nói rằng họ sẽ mua hàng hóa trong nước để giúp nền kinh tế Úc châu phục hồi. Việc mua bán trên mạng online đã gia tăng 9.7% trong lĩnh vực bán lẻ. Theo dữ liệu của tổng nha ABS thì việc mua bán trên mạng trong tháng 6 đã gia tăng lên mức 9.7% trong lĩnh vực bán lẻ so với 6.1% trong cùng thời điểm hồi năm ngoái 2019. Ngoài những dịch vụ mua bán trên mạng, thì sự việc công chúng Úc Châu hốt hoảng mua hàng hóa dự trữ cũng đã xảy ra trên toàn quốc Úc Châu trong thời kỳ đại dịch lần thứ nhất và nay lại tái xuất hiện tại Victoria khi làn sóng đại dịch thứ nhì bắt đầu. Nam Úc là một tiểu bang tương đối an toàn, nhưng tin mới nhất theo đài truyền hình số 7 thì một cơ sở bán lẻ tại Nam Úc cũng đã gặp phải trường hợp người mua sắm sợ hãi nên đã tích trữ nhiều nhu yếu phẩm và do đó các biện pháp giới hạn kể cả việc mua giấy vệ sinh đã được ban hành mặc dù công ty này đã kêu gọi cư dân bình tĩnh vì tất cả nhu yếu phẩm đều sẽ được tiếp tục bày bán tại các cửa hàng và thỏa mãn được nhu cầu của người tiêu dùng nếu không ai mua quá nhiều để dự trữ hệ thống siêu thị bán lẻ này gọi là Trex ngoài ra tại nhiều cửa hàng của Coles và Woolworths tại Nam Úc cũng đã phải áp dụng các biện pháp giới hạn số lượng tương tự như tại Victoria Bắc Kinh đẩy mạnh xâm nhập kiểm soát công luận tại Úc Bắc Kinh đẩy mạnh xâm nhập, kiểm soát công luận Úc đối với chế độ Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang khai thác một phương tiện kỹ thuật để tiếp cận vào sinh hoạt tại Úc Châu nhằm bảo vệ uy tín của Bắc Kinh xuyên qua sự hợp tác của nhiều phần tử thân Trung Quốc, kể cả một số du sinh Trung Quốc, được sử dụng như là tai mắt của Đảng Cộng sản và nhà nước Trung Quốc. Phương thức vận hành của họ là trong sinh hoạt giáo dục tại các biện đại học, một số du sinh theo dõi lập trường và phát biểu của các giáo chức để tố giác họ hoặc là có thái độ kỳ thị hoặc là có thái độ chống đối đối với các chính sách của Đảng Cộng sản Bắc Kinh. Tại hai viện đại học Úc Châu, những tài liệu chỉ trích Bắc Kinh về phương diện nhân quyền đã bị tháo gỡ bởi áp lực từ những nhóm thân Bắc Kinh, kể cả du sinh. Thí dụ cụ thể là tại Viện Đại học New South Wales, giáo sư phó viện trưởng đã cho phép tháo gỡ một bài viết trên trang mạng xã hội có nội dung chỉ trích những vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Tuy nhiên điều này đã bị phản đối dữ dội trên căn bản tự do ngôn luận. Nên sau cùng giáo sư Phó Viện trưởng Đại học New South Wales đã phải lên tiếng xin lỗi. Một trường hợp khác cũng đã xảy ra tại Viện Đại học Charles Darwin Uni tại lãnh thổ Bắc Úc. Và trong trường hợp này, các du sinh Trung Quốc đã phản đối một đề tài bị cáo buộc là chống đối Bắc Kinh. Tuy đề tài này nói rằng virus COVID-19 xuất phát từ hoa lục. Chiến dịch gọi là sự tinh hoa của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Bắc Kinh đã mở chiến dịch quảng bá gọi là sự tinh hoa Trung Quốc và giải pháp của Trung Quốc cho các vấn đề. Chính sách này đã được soạn thảo hồi năm 2016 và được phổ biến vào tháng 4 năm nay 2020 nhằm cải thiện sinh hoạt tuyên truyền tại các nước ngoài. Ngoài ra, luật an ninh của Bắc Kinh được áp dụng tại Hồng Kông hồi tháng 7, còn được áp dụng cho tất cả các sinh hoạt của người Hồng Kông và công dân Trung Quốc ở nước ngoài. Theo một giảng viên về Trung Hoa học tại Viện Đại học Monash ở Melbourne, thì phương thức phúc trình trên mạng theo lời yêu cầu của Bắc Kinh là một sự đe dọa cho chủ quyền của nước Úc và nhân quyền của các du khách hoặc các công dân Trung Quốc đang sinh sống tại Úc. Trong khi đó, thì về phía chính phủ Úc, Bộ trưởng Giáo dục Dan Hầm đã khuyến khích hàng ngũ giáo chức tại Úc Châu là nếu có quan ngại gì về việc độc lập và tự do ngôn luận trong sinh hoạt đại học, thì nên lên tiếng với các cơ quan có thẩm quyền. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào tối nay.